bạn nhìn cảnh này này, có ai ước như này không? Quá đẹp luôn, quá đẹp, quá tuyệt vời luôn, dẫn gái vào trong rừng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Vũ Dương. Yes, chúc các bạn ngày mới vẻ. Hôm nay tôi và Vinh Điền sẽ thực hiện gọi là reaction một ca khúc mới, đó là ca khúc Buồn Vì Ta Mất Nhau. Và đây là lần đầu tiên của Vinh Điền reaction, để xem phản ứng của Vinh Điền khi reaction sẽ như nào nha. Bây giờ tôi sẽ vào YouTube gõ Buồn Vì Ta Mất Nhau ra. Let's go. Vinh, mày thấy cô giáo thế nào? Xinh. Xinh như thế nào? Xinh tiền đi. Xinh như tiền á? Ôi, trắng. Nhìn hàng họ thì được. Các bạn nhìn cô giáo mặc quần áo kiểu như là thời xưa này thôi, nhưng mà cái bạn này mà mặc quần áo lên kiểu như là thời trang lên cũng mà xinh dã man con ngan luôn, tôi khẳng định các bạn luôn. Và đây là MV ca nhạc, vì thế chúng tôi sẽ không để ý gái hay gú gì hết. Tóm lại là xem ca nhạc là xem ca nhạc. Biết nghe là chỉ biết nghe thôi. Ờ đúng rồi. Không được gái không gú chứ. Gái gú gì nữa. Rồi ok. Dạ nhá. Thanh niên nào đây? Có thanh niên vào trường ngắm gái rồi. Đùa chứ. Trường học của người ta mà vào trường ngắm gái. Không được. Thôi xem tiếp. Đấy, vào trường ngắm gái này không được. Đùa chứ, tôi phải phê bình cái video này. Cô giáo đang dạy học mà vào trường ngắm cô giáo đấy là không được. Thế là tốt. Ui, cô giáo cười xinh dã man con ngan luôn này. MV này tôi khẳng định cái cắt tóc của mấy cái em này rất là đầu tư rồi đấy. Chỉ việc cắt tóc thôi là rất là đầu tư rồi. Có xem tiếp. Nụ cười của cô giáo làm con tim của Vinh Điền Nẻ Bối rối này. Không gái không gú. Không gái không gú mà cô đuổi. Xem tiếp. Không hát à? Đây cũng đòi rồi. Vinh Điền Nẻ hỏi tôi tại sao nó lại không hát. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho Vinh Điền Nẻ. Đây là một bộ phim ngắn ý. Một lúc nữa nó sẽ hát, hiểu không? Em tiếp nha. Có gì hỏi thì cần hỏi thì cứ hỏi nha. Ui giời, slow motion đẹp thế. Đúng à? Đùa chứ. Các bạn nhìn cảnh này này, có ai ước như này không? Quá đẹp luôn. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Dẫn gái vào trong rừng. Chẹt tiếc nha. Ui giọng và ca sĩ Ngô Trương hay thế. Ui, hay nhỉ. Đúng hay. Ui giời. 18 cộng nha, 18 cộng nha. MV này có cảnh nóng các bạn ơi. Tôi thích cảnh nóng, xem tiếp nha. Ồ. Sao có nhiều anh đẹp trai đến nữa từ làm từ thiện thế nhỉ? Toàn giai đẹp à. Thế là cái chị này chắc là theo giai rồi. Tôi đoán được gia vị rồi. Con xem tiếp. À, giới thiệu hai người. Đây là Long. Sau thời gian công việc nước ngoài thì Long muốn về đây để giúp đỡ cho quê hương của mình. Ôi, chết là chết. Thì tôi chỉ muốn góp một phần sức lực của mình cho quê hương. Nhìn các em như vậy, có lẽ việc đầu tiên tôi muốn làm là xây cho các em một ngôi trường mới. Đại gia rồi. Xây cho các em một ngôi trường mới. Đại gia. Đại gia. À, xây cái trường mới hả? Ủa vậy thì tốt quá. Chờ nếu vậy được em cứ đâu là tắm luôn. Kiểu này cô giáo thích rồi.
thôi bây giờ mời mọi người vào đây chúng mình nghỉ ngơi đi ạ. Dạ. Ca sĩ của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện, Trương Ngôn. Anh này chững chạc thế, trả bù cho tôi. Chẩu, tôi bảo tôi chẩu nhá. Nhìn mặt nghiêm túc kìa. Nhìn các bạn nhìn mặt quá nghiêm túc luôn, rất là chững chạc. Thôi xem tôi đi. Xem tiếp nhá. Cay nhỉ. Người yêu đi với thằng khác. Buồn. Buồn vì ta mất nhau nói lên tất cả cái tiêu đề bài hát nói lên tất cả. Nhưng mà tôi khuyên các bạn con trai không nên buồn. Không phải buồn vì một cô gái nhá. Nhá. Thế nhá. Xem tiếp. Nỗi đau anh như đang tồn tại trong ai. Thật lòng anh chỉ yêu em và chỉ muốn riêng em thôi. Nhưng trái tim của anh đến nay đã chắc chào ai. Mọi nhìn ngơ luôn. Sao mình khó hiểu quá nhỉ. Buồn, tôi nhìn các bạn này sắp khóc, tôi buồn thế. Trong tình yêu cũng có một sự hiểu nhầm nhưng mà buồn. Đúng là cái bài hát tên buồn thì ra với nhau buồn vãi chưởng luôn. Xem mà muốn khóc ấy, tôi rưng rưng nước mắt rồi, khóc hộ bạn này rồi. Các bạn nhìn người yêu ôm thằng khác hay là nắm tay thằng khác, nói chung là buồn. Chỉ còn mình anh và những nỗi đau hằn sâu. Buồn vì khi ta mất nhau. Em tên Ngọc không? Dạ phải. Em có nhận danh thư giáo báo hôm nay là sẽ có giáo viên mới để mà về cô nhi viện dạy. Thôi em lên xem thử đỡ đi. Dạ. Biết sao rồi, nên yêu em nhiều hơn hết anh oán hờn. Nhìn em thật vui, trong vòng tay ấm mắt bên người nồng nàn. Chẳng khác gì, nỗi đau anh như đang tồn tại trong anh. Thật lòng anh chỉ... Sao anh có thể đối xử với em như vậy được chứ? Em chưa chia tay mà dám chờ bạn gái khác á. Hiểu nhầm không phải anh cảm thấy rất yêu em luôn. Ngày nào vẫn bước bên nhau, xưa xa cách tình anh sâu.
Thật lòng anh chỉ hiểu nhầm, ta mất nhau. Hết rồi. Thì trong cuộc sống có rất nhiều sự hiểu nhầm khác nhau. Nhưng mà nếu mà đã có người yêu rồi thì không nên gần gũi với các người khác giới như vậy. Vậy là tôi đã đi action xong MV Buồn Vì Ta Mất Nhau. Thì cái bài hát, tên bài hát nói lên tất cả. Buồn Vì Ta Mất Nhau. Trong bài hát có rất nhiều sự hiểu nhầm khác nhau, dẫn đến những cuộc chia ly không mong muốn. Và phần thể hiện của ca sĩ Trương Ngôn thì rất là tuyệt vời, rất là hay, rất là lạnh lùng boy. Vinh, bây giờ mày phát biểu cảm nghĩ ra xem nào. Mày xem hết cái MV Buồn Vì Ta Mất Nhau này, mày có cảm nghĩ như nào, hay không? Đó. Mày phát biểu cảm nghĩ khi xem MV này đi. Cảm nghĩ MV này ạ? Ừ. Hay hay. Rất hay luôn. Hả? Hay. Hay. Hay tuyệt vời luôn. Hay. Mặc hay luôn. Được, nghe được. Hay, chỉ hay thôi. Hay. Và nếu các bạn thấy bài hát này hay thì các bạn hãy vào YouTube gõ Buồn Vì Ta Mất Nhau của ca sĩ Trương Ngôn. Xem rất hay, rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn các bạn xem clip của tôi nhá. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo nhá. Xin chào các bạn.